Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel hôm nay ra thông báo cho biết là thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban, Hassan Nasrallah, đã thiệt mạng trong vụ không kích của lực lượng này tối ngày hôm trước. Sáng 1 tháng 10, quân đội Israel IDF tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Thời gian vừa qua, các tin tức về cuộc chiến giữa Israel và Liban phủ kín tất cả các mặt báo. Khi các cuộc không kích bằng tên lửa, các cuộc đột kích, những cuộc ám sát và giao tranh giữa hai bên liên tục diễn ra. Đỉnh điểm của sự kiện này đối với người Việt Nam là thông báo khẩn được đưa ra bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban vào ngày 23 và 26 tháng 9, khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Ngoài ra, Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân trong nước dự tính đến Liban cần dừng hoặc là hủy chuyến đi. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa Israel và Liban khiến cho tình hình giao tranh càng lúc càng leo thang? Hãy cùng tác giả Victor Phạm tại Spider Room tìm hiểu và phân tích kỹ càng trong các nội dung tiếp theo sau đây. Chuyện gì đang diễn ra? Trước khi đi vào chi tiết các sự kiện xảy ra gần đây, hãy tìm hiểu về Liban. Đây là quốc gia nằm ở Tây Á, trên bờ biển phía đông Địa Trung Hải, giáp Syria ở phía bắc và Israel ở phía nam. Thủ đô là Beirut. Đất nước được chia thành 8 tỉnh, có diện tích đất liền là 10.452 km2 và dân số là vào khoảng 6,07 triệu người, phần lớn là người Ả Rập. GDP của Liban vào năm 2021 là khoảng 18 tỷ đô, với GDP bình quân đầu người là 4.576.000 đô. Liban từng được cai trị bởi những người Ả Rập theo Thiên Chúa Giáo với chính sách thân với phương Tây và từng là một trong những quốc gia cởi mở nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, do có khoảng 40% dân số là người Hồi giáo, Liban đặt ra quy định rằng Tổng thống phải là người Công giáo Maronite, Thủ tướng do người Hồi giáo Sunni đảm nhiệm và Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Shiite, tạo nên một sự cân bằng mong manh. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, do sự đồng cảm với người Palestine, Liban đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người tị nạn Palestine, thay đổi hoàn toàn cơ cấu dân số. Cùng với dòng người tị nạn, Tổ chức Giải phóng Palestine cũng đã xuất hiện. Sau khi ổn định tại Liban, tổ chức này đã hợp tác với các nhóm Hồi giáo khác có ở trong nước, cố gắng lật đổ chính phủ Liban do người Thiên Chúa Giáo thống trị, dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 15 năm. Cuộc chiến này thu hút sự can thiệp của Israel, Syria và các nước khác, biến Liban từ một quốc gia giàu có trở thành đống đổ nát. Sau cuộc chiến tranh, Liban đã chia thành 3 phe phái chính, bao gồm Đảng Kataeb, đại diện cho người Thiên Chúa Giáo Maronite với sự hỗ trợ từ Pháp và Israel. Phong trào Tương Lai, đại diện cho người Hồi giáo Sunni với sự hậu thuẫn từ Ả Rập Saudi. Hezbollah, đại diện cho người Hồi giáo Shiite được Iran hỗ trợ. Trên danh nghĩa, Liban là một quốc gia thống nhất, nhưng khu vực phía nam do Hezbollah kiểm soát lại đang hoạt động như một quốc gia trong một quốc gia khác. Khác với các đảng phái khác, Hezbollah sở hữu quân đội riêng. Cái gọi là xung đột Liban-Israel thực chất chủ yếu là cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel, trong khi quân đội chính phủ Liban hầu như là không tham gia. Gần đây, cuộc chiến tranh Liban-Israel leo thang toàn diện, hai bên bắt đầu giao tranh và trải qua từng cuộc chiến đẫm máu trên quy mô lớn. Kể từ tháng 5 năm nay, nhằm kiềm chế được cuộc tấn công của Israel vào Gaza, Hezbollah của Liban đã phóng hàng ngàn quả rocket vào lãnh thổ Israel, khiến cho hàng trăm nghìn người ở phía bắc Israel phải sơ tán. Sau khi kết thúc chiến sự ở Gaza, Israel chuyển hướng tấn công và tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào miền nam Liban. Hiện tại có thể thấy rằng, cuộc chiến giữa Israel và Liban đang có nguy cơ mất kiểm soát. Từ ngày 23 tháng 9, Israel đã phát động một cuộc không kích quy mô lớn mang mật danh mũi tên phía Bắc nhắm vào Liban, huy động hàng trăm máy bay chiến đấu và phóng ít nhất 300 tên lửa. Ngoài ra, có khoảng 2.000 quả bom đã được thả xuống khu vực phía nam Liban. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng các cuộc không kích đã vượt quá 1.600 đợt. Cuộc chiến đã lan rộng đến các khu dân cư cách biên giới Liban và Israel hơn 100 km, gây ra sự tàn phá và thương vong đáng kể trong khu vực này. Theo thông tin do Bộ Y tế Liban công bố vào tối ngày 23 tháng 9, kể từ ngày 23 theo giờ địa phương, Israel tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhiều nơi ở Liban, khiến cho ít nhất 569 người thiệt mạng và ít nhất 1.853 người bị thương.
Hezbollah ở Liban cũng không chịu thua kém, đã nhanh chóng trả đũa và bắn hàng trăm quả tên lửa vào miền Bắc Israel vào sáng hôm sau, nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel tại Thượng Galilee, Hạ Galilee, các căn cứ quân sự của Israel ở bờ đông sông Jordan, thành phố Haifa và khu vực cao nguyên Golan. Đây được coi là lần đầu tiên Hezbollah tấn công vào các mục tiêu sâu ở trong lãnh thổ Israel. Vào chiều ngày 24 tháng 9, Hezbollah của Liban đã phóng hơn 300 quả rocket vào Israel. Tuy nhiên, do Israel áp đặt các biện pháp phong tỏa truyền thông nghiêm ngặt và cấm mọi người thảo luận về cuộc tấn công, nên thông tin chi tiết về thương vong và thiệt hại của Israel vẫn chưa được công bố. Từ tối ngày 24 cho đến rạng sáng ngày 25 tháng 9, không quân Israel đã tiến hành một cuộc không quân bằng tên lửa quy mô lớn vào cảng Tatus của Syria, trong đó 17 tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Syria bắn hạ. Ngày 25 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã đưa ra thông cáo tuyên bố rằng không quân Israel đã tiến hành một đợt tấn công mới vào Liban. Cùng ngày, Hezbollah của Liban đã tuyên bố rằng họ đã sử dụng một tên lửa đạn đạo để tấn công trụ sở của cơ quan tình báo và đặc vụ Israel ở vùng ngoại ô Tel Aviv. Ngày 28 tháng 9, quân đội Israel cho biết rằng nhà lãnh đạo Hezbollah Liban, Seth Hassas Nasrallah, đã chết trong một cuộc không kích của quân đội Israel vào thủ đô Beirut của Liban từ tối ngày 27 đến sáng ngày 28. Bản chất và logic cơ bản của tình hình ở Israel. Thực tế, sau khi Israel chiếm được hoàn toàn dải Gaza, các mục tiêu quân sự cơ bản của họ đã đạt được. Khác với Hamas, Hezbollah nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ Iran và sở hữu khoảng 300.000 quả tên lửa. Nếu Israel quyết định chiến tranh toàn diện với Hezbollah, tổ chức này có khả năng đẩy các thành phố lớn ở miền Bắc Israel thành biển lửa. Rốt cuộc, hệ thống phòng không vòm sắt của Israel có giới hạn chặn tối đa 600 quả rocket một ngày. Nếu như Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công bão hòa bằng rocket, Israel có thể sẽ phải đối mặt với lượng thương vong lên đến 5 con chữ số. Từ góc độ quân sự, Israel không cần thiết phải đối đầu trực diện với cả Hezbollah. Nếu hai bên đều không nhượng bộ, miền Nam Liban có thể sẽ bị san thành bình địa, nhưng phía Bắc Israel cũng sẽ bị tàn phá không kém gì địa ngục. Mặt khác, cuộc chiến kéo dài sẽ khiến cho vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt rút khỏi Israel. Với vai trò là trung tâm gia công nghiên cứu khoa học toàn cầu, nền kinh tế của Israel đã rơi vào tăng trưởng âm và nhiều dự án công trình bị đình chỉ do không tuyển đủ được nhân công. Về mặt kinh tế, kéo dài chiến tranh sẽ chỉ khiến cho nền kinh tế Israel thêm tồi tệ, thậm chí là đe dọa đến vị thế của một quốc gia phát triển. Dựa trên góc độ quân sự và kinh tế, Israel nên nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và tập trung khôi phục nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu lại đang leo thang tình hình, liên tục khơi mào xung đột với Iran và Hezbollah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. Và nguyên nhân chủ yếu nằm ở hai yếu tố cơ bản sau đây. Một mặt, các hành động xung đột của Israel có liên quan mật thiết đến chính sách nội bộ và tinh thần của người Do Thái, thể hiện rõ tham vọng bá quyền của Israel đối với cả thế giới Ả Rập. Các cuộc xung đột mà Israel tiến hành hoàn toàn phù hợp với chính sách nội bộ và tinh thần lập quốc của họ. Do đó, xét đến cội nguồn, hành động xung đột của Israel là sự phản ánh rõ rệt của mặt tối trong nội tâm của quốc gia này. Và các hành động quân sự của họ chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phần lớn những người có cùng chí hướng ở trong nước. Thứ nhất, chính sách nội bộ của Israel vốn mang tính mở rộng và xâm lược, và các hành động xung đột của họ là sự thể hiện toàn diện cho chính sách này. Trong khi đó, Hamas đã dốc toàn bộ lòng dũng cảm để đánh cược tất cả trong cuộc chiến một mất một còn với Israel. Đối với khu vực Palestine, Israel đã thực hiện chính sách xâm lấn dần bằng các khu định cư, cùng với việc quản lý khu vực này theo kiểu trại tập trung. Tuy nhiên, Hamas đã thực hiện một cuộc tấn công gần như là mang tính chất hy sinh, đưa tình cảnh bi thảm của Gaza lên trước truyền thông quốc tế, từ đó kích hoạt các cuộc thảo luận và đàm phán về nhân quyền toàn cầu. Thứ hai, người Do Thái vốn được coi là những người theo chủ nghĩa vị kỷ tinh vi, và các hành động xung đột của Israel thực chất là phù hợp với lợi ích riêng của người Do Thái trong nước. Các Marx trong tác phẩm Vấn đề của người Do Thái đã chỉ ra rằng chủ nghĩa vị kỷ hạnh phúc của người Cơ Đốc giáo qua thực tiễn của họ tất yếu phải trở thành chủ nghĩa vị kỷ về mặt vật chất của người Do Thái. Nhu cầu về thiên đường tất yếu sẽ trở thành nhu cầu của thế gian,
và chủ nghĩa chủ quan tất yếu sẽ biến thành chủ nghĩa ích kỷ. Hành động xâm lược của Israel gần như là dựa trên những yêu cầu ích kỷ của riêng mình, nhân danh việc bảo vệ và gia tăng lợi ích để tiến hành xâm phạm và chiếm đoạt lãnh thổ. Một lý do quan trọng hơn là bản thân Thủ tướng Netanyahu cũng đang đặt cược tất tay cho việc Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền, nhằm có được lợi thế trong các cuộc đàm phán. Từ góc độ bầu cử của Mỹ, Đảng Dân Chủ không muốn xung đột giữa Israel và Palestine tiếp tục. Chính vì vậy, chính quyền của Biden đã từng đe dọa ngừng cung cấp đạn để ràng buộc Israel phải ngừng bắn. Tuy nhiên, động thái này đã khiến cho phe thân Israel tại Mỹ nổi giận, trở thành một phần nguyên nhân dẫn đến việc Biden bị thay thế. Israel tiến hành các vụ ám sát tại Iran và không kích tại Liban nhằm kích động xung đột với thế giới Hồi giáo, với mục tiêu làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, qua đó hỗ trợ Donald Trump giành chiến thắng. Vào tháng 7, khi Netanyahu thăm Mỹ, ông đã đạt được thỏa thuận với Trump bao gồm các nội dung như sau. Đầu tiên là Netanyahu sẽ giữ chức thủ tướng và Mỹ sẽ ủng hộ đảng Likud của ông cầm quyền lâu dài. Thứ hai là cho phép Israel duy trì quân đội tại Gaza để trấn áp lực lượng phản kháng của Hamas. Và cuối cùng, đổi lại, Israel sẽ phải hỗ trợ toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Trên thực tế, mặc dù Israel đã chiếm được Gaza và đánh bại được phần lớn lực lượng vũ trang của Hamas, nhưng họ chỉ có thể tiêu diệt được Hamas về mặt thể xác, chứ không thể nào xóa bỏ được tinh thần và ý thức phản kháng ở Gaza. Nếu như Israel rút quân khỏi Gaza theo yêu cầu của Đảng Dân Chủ, lực lượng phản kháng Palestine sẽ mọc lên như là nấm sau mưa, tương tự với cả Taliban vào năm 2021, và cuộc chiến này sẽ trở thành vô nghĩa. Mặt khác, trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine hiện tại, Hamas đã giành được sự công nhận từ phần lớn người dân Palestine nhờ sự kháng cự kiên cường và tính hợp pháp của chính quyền quốc gia Palestine đang bị đe dọa nghiêm trọng và có nguy cơ bị thay thế bất cứ lúc nào. Đối với phe cánh hữu Israel, họ không chỉ muốn duy trì quân đội ở Gaza mà còn phong tỏa các tuyến đường giao thông, đồng thời dự định chiếm dần các khu định cư ở bờ tây sông Jordan để ngăn chặn sự xâm nhập của Hamas. Nếu Trump lên nắm quyền, Israel có thể sẽ tiếp tục duy trì các sự hiện diện quân sự ở Gaza và thông qua việc kiểm soát vật tư để làm suy yếu sức mạnh của Hamas. Nhưng nếu Đảng Dân Chủ tái đắc cử, Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng là sẽ cắt đứt viện trợ để buộc Israel phải rút quân. Điều này đồng nghĩa với việc Israel có thể sẽ thua trong cuộc chiến này. Không những không tiêu diệt được Hamas hoàn toàn, Israel còn khiến cho Hamas trở thành anh hùng của thế giới Ả Rập, vì chưa có tổ chức nào có thể chống lại được Israel trong vòng hơn một năm ở các cuộc chiến ở trước đây. Tệ hơn nữa, Fatah ở bờ Tây có thể bị Hamas thay thế, và khi đó Israel sẽ rơi vào cuộc chiến tranh nhân dân trên quy mô lớn. Không những thế, Đảng Dân Chủ cũng sẽ ngầm cho phép phe đối lập Israel lật đổ đảng Likud, và Netanyahu chắc chắn sẽ bị thanh trừng, khó mà tránh khỏi cảnh hồi tù. Nếu như Israel phát động cuộc tấn công trên bộ và Liban vào tháng 10, điều này đồng nghĩa với việc cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Liban sẽ xảy ra, và điều đó sẽ có tác động lớn đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kể từ khi nhậm chức, Biden đã áp dụng các khoản trợ cấp khổng lồ cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ, tạo ra nhiều việc làm ở Michigan, qua đó giành được sự ủng hộ của tầng lớp nhân viên cổ cồn xanh, Blue Collar Worker, tại địa phương, cho Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, Michigan có hơn 200.000 người gốc Ả Rập. Và sau khi xung đột Israel-Palestine nổ ra, do sự bất mãn với việc Nhà Trắng thiên vị Israel, tỷ lệ ủng hộ Biden từ cộng đồng người Ả Rập đã giảm từ 60% xuống còn 15%. Khi Kamala Harris trở thành ứng cử viên tổng thống, bà đã cố gắng tách biệt quan điểm của mình với ông Biden về vấn đề Palestine và Israel, cố gắng để lấy lòng người Ả Rập ở Michigan, và một thời gian đã giành được sự ủng hộ của một bộ phận trong cộng đồng này. Tuy nhiên, nếu Israel phát động cuộc tấn công trên bộ và Liban trước cuộc bầu cử Mỹ, tình cảm chống Israel trong cộng đồng người Ả Rập sẽ lại dâng cao. Điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng của Đảng Dân Chủ tại Michigan và thậm chí cả Wisconsin, nơi có 30.000 người Hồi giáo. Bởi vì người Ả Rập trước đây là kho phiếu của Đảng Dân Chủ và Đảng Dân Chủ lại là đảng cầm quyền. Chiến tranh Liban và Israel có thể sẽ dẫn đến nhiều người Ả Rập bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa hoặc là không bỏ phiếu cho cả hai bên. Điều này tổng thể sẽ có lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump.
Ví dụ như là trong năm 2020, Biden đã dẫn trước Trump với 150.000 phiếu ở Michigan, nhưng có tới 200.000 người Ả Rập ở đó. Nếu không có những phiếu bầu cử này của họ, Michigan có thể sẽ trở thành màu đỏ. Do Harris đã xử lý không thỏa đáng vấn đề nhập cư bất hợp pháp, Trump hiện đang chiếm ưu thế tại các bang giao động ở phía Nam. Để giành được chiến thắng, Harris phải giành được cả 3 bang thuộc vành đai công nghiệp Rust Belt, bao gồm Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Trước đó, tâm điểm tranh cử của cả hai bên là Pennsylvania, đặc biệt là vài chục nghìn phiếu bầu tại các vùng ngoại ô phía Tây của bang này. Nếu một cuộc chiến mới ở Trung Đông bùng phát vào tháng 10, khả năng cao là Đảng Dân Chủ sẽ mất đi vị thế ở Michigan và Wisconsin. Nếu để mất hai bang này, Harris gần như là không có cơ hội để chiến thắng, cho dù giành được Pennsylvania cũng không bù đắp được so với cả tổn thất này. Nói cách khác, tình hình Trung Đông đang có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc bầu cử ở Mỹ và lý do Israel khiêu khích chiến tranh với cả Liban vào thời điểm này phần lớn là nhằm để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Trump. Cái chết của thủ lĩnh Hezbollah nói lên điều gì? Việc thủ lĩnh của Hezbollah Hassan Nasrallah, người mà Israel đã nhắm tới trong nhiều năm, bị giết trong cuộc không kích của Israel vào trụ sở Hezbollah ở Liban vào ngày 27 tháng 9 đã khiến cho tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tin này được Israel công bố ngay lập tức vào ngày 28 tháng 9 và sau đó được Hezbollah xác nhận. Điều này cho thấy hệ thống tình báo của Israel đã vượt trội trong cuộc đối đầu với Iran và Liban. Thật khó để không suy nghĩ rằng, mặc dù cuộc tấn công chỉ nhắm vào trụ sở của Hezbollah, nhưng làm sao Israel có thể biết được chắc chắn và nhanh chóng rằng Nasrallah đã bị tiêu diệt? Điều này chỉ ra hai khả năng chính. Thứ nhất, Israel đã thực sự theo dõi sát sao hành tung của Nasrallah. Thứ hai, trong nội bộ Hezbollah có kẻ làm gián điệp cung cấp thông tin cho Israel. Cả hai yếu tố này đều không thể thiếu, nếu không Israel khó lòng có thể đạt được sự chính xác và kịp thời như vậy. Việc Israel nắm bắt được tín hiệu liên lạc của Hezbollah cùng với thông tin từ gián điệp đã giúp cho họ thực hiện thành công cuộc tấn công này. Rõ ràng rằng Hezbollah không có khả năng xây dựng một hệ thống liên lạc đủ an toàn cho mình. Nếu không thể ngăn chặn được sự giám sát của Hoa Kỳ và Israel, làm sao có thể ngăn chặn được kẻ phản bội? Trên thực tế, dường như cả Hezbollah và Iran đều không thể ngăn chặn được. Nếu không thì Tổng thống và các quan chức chủ chốt đã không bị ám sát và Iran cũng sẽ không bị bắt nạt như vậy. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong tình hình căng thẳng như vậy, thủ lĩnh của Hezbollah lại vẫn còn ở trụ sở của tổ chức và không tìm cách ẩn náu? Chẳng lẽ họ không biết nguy cơ bị tấn công luôn rình rập? Israel đã từng ám sát các lãnh đạo của Hamas ở Iran, vậy tại sao họ lại không tấn công vào trụ sở của Hezbollah ở Liban? Câu trả lời có thể là Hezbollah không đủ nguồn lực để xây dựng các cơ sở an toàn và bí mật hơn. Mặc dù họ có thể xây dựng các hầm ngầm tại trụ sở chính, nhưng mà hầm ngầm này không đủ sức để chống lại các loại bom xuyên phá của Mỹ. Một số yếu tố quan trọng khác là thông tin tình báo. Hezbollah có thể có nhiều hầm trú ẩn ở dưới lòng đất, nhưng nếu không có thông tin chính xác, Israel sẽ khó có thể tấn công chính xác và tiêu diệt được thủ lĩnh của Hezbollah. Nhưng lần này, Israel dường như đã có được thông tin nội bộ, có thể từ một nội gián hoặc nguồn cung cấp thông tin nào đó, giúp họ xác định được chính xác vị trí của Nasrallah và thực hiện vụ không kích thành công. Nói một cách thẳng thắn, dù thủ lĩnh của Hezbollah ở Liban ở đâu, cũng có người có thể hướng dẫn và định vị ông ta. Có 3 lý do chính có thể khẳng định cho nhận định này. Thứ nhất, Israel thông báo tin tức ngay lập tức sau cuộc tấn công. Đây là dấu hiệu cho thấy Israel đã nhận được thông tin nội bộ chính xác về vụ việc. Nếu như mà không có sự hỗ trợ từ gián điệp, khó có thể tưởng tượng rằng Israel lại có thể ngay lập tức biết được rằng lãnh đạo của Hezbollah đã bị tiêu diệt chỉ vài giờ sau vụ tấn công. Hơn nữa, không thể có chuyện Israel tự tin khẳng định kết quả của cuộc không kích nếu như mà không có nguồn tin cụ thể từ nội bộ Hezbollah hoặc là Iran. Do đó, lý do hợp lý nhất chính là Israel đã có gián điệp cung cấp thông tin. Thứ hai, sự có mặt của một sĩ quan cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng bị giết trong cuộc tấn công. Abbas Niforosan đã bị tiêu diệt. Điều này cũng củng cố khả năng rằng kẻ phản bội đó không chỉ đến từ nội bộ Hezbollah mà còn đến từ phía của Iran. Iran từ lâu đã bị Mỹ và Israel thâm nhập. Điều này đã được chứng minh qua các vụ ám sát ở trước đó, bao gồm việc ám sát tướng Qasem Soleimani. Việc các lãnh đạo cấp cao của Iran bị tấn công
cho thấy cơ quan tình báo của Israel và Mỹ có thể đã nắm giữ được thông tin rất cụ thể về Iran, nơi vốn đang gặp nhiều vấn đề về nội bộ. Thậm chí, một số quan chức Iran bị nghi ngờ là có xu hướng thân Mỹ, và việc chính phủ Iran xem xét di chuyển thủ đô ra khỏi vùng duyên hải biển Tây Nam còn được cho là một động thái có thể gây hại cho an ninh quốc gia. Thứ ba, lãnh đạo tôn giáo của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã được thuyên chuyển ngay lập tức sau khi vụ ám sát xảy ra. Thủ lĩnh Hezbollah bị giết, các nhà lãnh đạo tôn giáo Iran đi trú ẩn làm gì? Điều này cho thấy cơ quan tình báo cốt lõi nhất của Iran cũng đã bị người khác làm chủ. Iran có thể đã hiểu rằng những thông tin tình báo chính xác này của Israel có thể đến từ người Iran. Điều này khiến cho Khamenei sợ hãi. Đừng quên, kể từ khi tân tổng thống nhậm chức, các thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah đã lần lượt qua đời. Vì vậy, Iran ở bên trong đang rất nguy hiểm. Điều này cho thấy rằng Iran có thể sẽ phải đối mặt với một cơn địa chấn chính trị ngay trong nội bộ. Không ngoại trừ khả năng, để dập tắt các phe phái thân Mỹ, Iran có thể tiến hành một cuộc cách mạng Hồi giáo lần thứ hai nhằm thanh lọc nội bộ. Sự rạn nứt trong chính quyền Iran và khả năng xuất hiện những lực lượng ủng hộ Mỹ đã trở thành mối đe dọa lớn đối với sự ổn định của quốc gia này. Tình hình hiện tại ở Trung Đông sắp trở thành một trận chiến sinh tử và các quốc gia trong khu vực đều không có đường lui. Nếu Israel đánh cược tương lai các quốc gia của mình, các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông cũng sẽ không thể né tránh được cuộc đối đầu này. Khi Israel quyết định sử dụng các biện pháp cực đoan như là ám sát lãnh đạo đối thủ, họ có thể đã bước vào một cuộc chiến tổng lực. Trong tình huống này, các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông không còn cách nào khác ngoài việc đối đầu trực diện với cả Israel. Việc Israel tiếp tục thực hiện các chiến lược ám sát có thể đẩy khu vực này vào một vòng xoáy chiến tranh kéo dài, nơi mà tất cả các bên đều đang đánh cược vận mệnh của mình. Tuy nhiên, cái giá của sự tất tay này đối với Israel là cực kỳ lớn. Nếu như Israel tiếp tục đi theo con đường này, họ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ hơn nữa từ thế giới Hồi giáo. Với một dân số lớn và nền văn hóa sâu sắc, sự đàn áp càng lớn chỉ càng thúc đẩy việc xuất hiện những nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn ở trong thế giới Hồi giáo. Những người sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc chiến, những người có thể dẫn dắt được cuộc kháng chiến của người Hồi giáo chống lại Israel. Trong dài hạn, Israel có thể sẽ phải đối mặt với những nguy cơ lớn hơn nhiều so với những gì mà họ đang hình dung. Và đó là toàn bộ những phân tích của tác giả Victor Phạm về tình hình giữa Israel và Liban ở trong thời điểm hiện tại. Hy vọng tác giả Victor Phạm và Sparum chúng mình có thể giúp các bạn khán giả hiểu đầy đủ về sự kiện giao tranh căng thẳng đang diễn ra. Cảm ơn các bạn đã xem trọn vẹn video của Spider Room. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!